Chào mừng các bạn đến với kênh tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là ba con cái tơ các bạn. Đây con đầu tiên, cái xin tơ rúng chèn, không lan giá, yếm gì cũng vui các bạn ơi. Đó, sải tích nghiêm chỉnh nha các bạn. Yếm nè, yếm gì cũng vui à. Đó, sải mặt, sải lưng đồ là nghiêm chỉnh các bạn. Đây rúng chèn nè. Chân móng là hoàn thiện các bạn. Chân móng là hoàn thiện. Đó, cái đầu trụ lũi các bạn. Sải mặt, sải lưng thì nghiêm chỉnh. Chân móng là móng sò nè các bạn không? Kiền khú luôn các bạn không? Yếm như vậy cui à. Sải mặt, sải lưng đồ thì nghiêm chỉnh các bạn. Rúng là rúng chèn. Đó, bò đóng cày đuôi chà bá luôn các bạn không? Yếm dày, rúng chèn. Sải tích thì nghiêm chỉnh. Cái center này thì chủ báo giá là 16 triệu bạn. 16 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện các bạn, rúng chiền nè. Sải tích thì nghiêm chỉnh, cái đầu thì trụi lũi các bạn. Con này mẫu cực kỳ đẹp nha các bạn. Yếm dày cui à. Giá là 16 triệu các bạn, giá là 16 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn, mình comment dưới màn hình video. Yếm dày rúng chèn nè, sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Yếm cái kiếm nè, thấy yếm dày thì tê các bạn không? Dàn rúng nè, dàn rúng chèn các bạn, từ vú tới yếm luôn các bạn không? Chân móng được hoàn thiện hết các bạn, lưng hẳn băng, cái đầu trụi lũi, sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Giá là 16 triệu các bạn, giá là 16 triệu. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh cho anh em thấy luôn các bạn. Đây đo giữa lưng. Đây đo giữa lưng nè, 1m1 bò nè các bạn. Đít nè, đít là 1m15. Giữa lưng 1m1, đít 1m15, giá là 16 triệu các bạn, 16 triệu. Đo giữa lưng nè, 1m1 các bạn, đít là 1m15 nha. Quai đang khui nè các bạn. Giữa lưng thì cao 1m1, đít cao 1m15. Giá là 16 triệu các bạn. Đóng cày đuôi cực kỳ đẹp luôn các bạn. Con tiếp theo nè các bạn. Con tiếp theo không lan giá nha các bạn, không lan giá nha. Rúng cực kỳ dài luôn, thấy cái rúng dài các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết, lông đuôi một chùm. Đo cho anh em thấy luôn các bạn, chiều cao như các bạn. Đây, con này đo nè, cao 1m17 bò nè các bạn. Cao 1m17 bò. À, cao 1m17 bò các bạn. Bò Hà Đồng nha các bạn. À, có điểm mi chút xíu các bạn. Đây, đít là cao 1m22. Con này cực kỳ to con các bạn, xương cối nha. Trái xin nhưng mà xương cối nha. Qua đèn khui nè, rúng dài nè, chân móng hoàn thiện nè. Cao 1m17 bò nè, đít là cao 1m22, giá là 18 triệu các bạn. 18 triệu. Xe mặt nè. Đó, xe mặt nè, xe lưng nè, nghiêm chỉnh nè. Không có lan giá chỗ nào hết nha các bạn. Nó chỉ điểm mi chút xíu ngay miếng mắt rồi các bạn. Đó, đỏ heo các bạn ơi. Đó, đỏ heo à. Thì nè, chút xíu nè các bạn không. Bằng đầu đũa các bạn. Đó, đòn dài rúng nè. Vú đều hết các bạn, chân móng đồ hoàn thiện hết. Cái xin tơ này cao 1m17 bò, đít là cao 1m22, giá là 18 triệu các bạn. 18 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Đó, cao 1m17 bò. Đo ngay giữa lưng. Đít là cao 1m22. Giá là 18 triệu các bạn. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Con này. Chân móng đều hoàn thiện hết. Rúng yếm thì nghiêm chỉnh. Cái xin này xương cực kỳ khối luôn các bạn. Giá là 18 triệu các bạn. Cao 1m17 bò. Đít là cao 1m22. Giá là 18 triệu các bạn. Đó. Anh em nào bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây chân móng sò hoàn thiện nè các bạn. Lông đuôi thì một chùm. Đòn thì dài. Còn đây là cái kem. Cái kem này cũng Hà Đồng luôn nha các bạn. Đó. Cái kem này cũng Hà Đồng luôn các bạn.
giá cũng 18 triệu luôn nha các bạn, 18 triệu nè. Anh em là có nhu cầu mà để giống trái kem Pháp thì cứ liên hệ nha các bạn. Đây, đầu trụ lũi, đòn dài, rúng đồ nghiêm chỉnh. Sải thích đúng luôn nha các bạn. Cái kem này sải thích là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, đo cho anh em thấy luôn. Cao 1m19 bò nè các bạn. Cao 1m19 bò nè. Đó, anh em thấy không? Cao 1m19 bò các bạn. Đích nè. Đích là cao 1m23. Cái kem này cao 1m19, đích cao 1m23. Giá là 18 triệu các bạn. Đó, còn cái kem này hạ đồng nha các bạn. Cái lông nó sừ sừ nhưng mà chứ nó không phải là bị viêm da nha các bạn. Cái lông nó sừ sừ nha. Đó, láng cón các bạn ơi. Đó. Cái lông hạ đồng các bạn, cái lông nó sừ sừ nha. Chứ ngoài ra không bị gì hết các bạn. Đó, láng cón à. Cái đầu trùi lũi đòn dài. Cao 1m19 bò, đích là cao 1m23, giá là 18 triệu các bạn, giá là 18 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình các bạn. Đây, chân móng là xương cối luôn các bạn. Cao 1m19 bò, đích cao 1m23. Giá là 18 triệu. Sải thích cái kem này cũng nghiêm chỉnh luôn nha các bạn. À, cái kem hạ đồng. À, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.